ông luyện 120 tình huống mô phỏng lái xe hướng dẫn thực hành 14 tình huống trong chương 2 tình huống 30 nhớ điểm căng là khi thấy rõ toàn thân con bò thứ hai lưu ý nhận diện tình huống để không nhầm lẫn với tình huống 31 tại giây thứ Sáu các bạn sẽ thấy hình mờ của hai con bò, phía bên phải đóng rơm. Chú ý, khi biển báo qua khuất cạnh phải màn hình, sẽ có hai con bò xuất hiện ở phía trái đóng rơm bên phải. Nhấn phím cách khi thấy rõ toàn thân con bò thứ hai. tình huống 31. Nhớ điểm căn là khi cột A che khuất 3 phần 4 đóng rơm đầu tiên bên trái đường. Lưu ý nhận diện tình huống để không nhầm lẫn với tình huống 30. Tại dây thứ 7, các bạn sẽ thấy bóng mờ của một con bò, phía bên phải đóng rơm. chú ý, đóng rơm đầu tiên bên trái đường và cột A. Nhấn phím cách, khi cột A che khuất, 3 phần tư đóng rơm đầu tiên. Tình huống 32, nhớ điểm căng là góc dưới bức tường rào màu vàng vừa chạm đỉnh tạp lô xe. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 33. Ở tình huống 32, cảnh chiều tối, có ô tô ngược chiều. Chú ý, góc dưới bức tường rào màu vàng và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi góc dưới tường rào chạm đỉnh tạp lô xe. Tình huống 33, nhớ điểm căng là khi bức tường rào màu xanh cuối cùng vừa khuất cạnh phải màn hình. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 32. Ở tình huống 33, cảnh ban ngày, trời nắng, không có ô tô ngược chiều. Chú ý, bức tường rào màu xanh cuối cùng và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi bức tường rào xanh vừa khuất cạnh phải màn hình. Tình huống 34, nhớ điểm căng là khi nhìn thấy một nửa phần thân xe khách màu đỏ. Chú ý, xe khách màu đỏ sẽ xuất hiện tại khúc quanh phía trước. Nhấn phím cách khi nhìn thấy một nửa thân xe khách ở khúc quanh. Tình huống 35, nhớ điểm căng là khi phần đuôi xe tải vừa qua khỏi bức tường rào. Lưu ý, ở tình huống này, nếu các bạn lấy điểm căng là đèn phanh xe khách bật sáng, thì rất dễ rớt xuống thang 4 điểm, vì vậy chúng ta phải chọn điểm căng sớm hơn. Chú ý, xe tải ngược chiều sẽ xuất hiện tại khúc quanh phía trước. Nhấn phím cách khi nhìn thấy phần đuôi xe tải vừa qua khỏi bức tường rào. Tình huống 36, nhớ điểm căn là khi người phụ nữ ở trên gương chiếu hậu. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 37, ở tình huống 36 có ô tô ngược chiều. Chú ý, người phụ nữ đi xe đạp và gương chiếu hậu của xe. Nhấn phím cách khi người phụ nữ ở trên gương chiếu hậu. Tình huống 37, nhớ điểm căng là khi xe máy vừa rẽ phải, bánh trước sắp chạm tường rào. Lưu ý để tránh nhầm lẫn với tình huống 36, ở tình huống 37 không có ô tô ngược chiều. Chú ý, xe máy phía trước sẽ rẽ phải. Nhấn phím cách, khi xe máy vừa rẽ phải, bánh trước sắp chạm tường rào. Tình huống 38, nhớ điểm căng là khi đèn phanh hai xe máy bật sáng. Chú ý, đèn phanh xe máy sẽ bật sáng khi đối diện với xe tải ngược chiều. Nhấn phím cách khi thấy đèn phanh hai xe máy vừa bật sáng. tình huống 39, nhớ điểm căng là khi chân cột điện vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, cột điện ở đầu giải phân cách và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi chân cột điện vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 40, nhớ điểm căng là khi thấy xe máy xuất hiện từ sau đuôi xe tải. Chú ý, xe máy ngược chiều khuất sau xe tải xuất hiện bất ngờ. Nhấn phím cách khi nhìn thấy xe máy vừa xuất hiện từ phía sau xe tải. Tình huống 41. Nhớ điểm căn là khi gốc cây ở góc đường vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, gốc cây ở góc đường và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi gốc cây ở góc đường vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 42, nhớ điểm căng là khi xe máy đến giữa hai cột đèn màu đen. Chú ý, xe máy ở hướng đường bên phải và hai cột đèn màu đen ở góc ngã tư. Nhấn phím cách khi xe máy đến giữa hai cột đèn màu đen. Tình huống 43, nhớ điểm căng là khi đèn xi nhan xe tải vừa chớp sáng. Chú ý, xe tải xi nhan nhập làng bên trái. Nhấn phím cách khi đèn xi nhan xe tải vừa chớp sáng.